Trong quân đội, bên cạnh những giây phút căng thẳng tập luyện trên thao trường, giờ sinh hoạt luôn mang đến cho các chiến sĩ nhiều tiếng cười và những khoảnh khắc thư giãn, thoải mái nhất. 8 nhân vật trải nghiệm: Độ Misi, Eti Sơn Thạch, Buka, Minh Tú, Anh Tú, Hòa Minji, Duy Khánh, Kaza. Chắc hẳn cũng đã có những kỷ niệm khó quên bên các đồng đội của mình. Từ những giờ sinh hoạt nội bộ trong sao nhập ngũ 2022. Ở tập 4 sao nhập ngũ 2022 được lên sóng vào ngày 26 tháng 3, team nữ sôi nổi khi tiểu đội trưởng Uyên bất ngờ đưa ra câu hỏi: mọi người nghĩ trung đội trưởng của chúng ta cao bao nhiêu? Mọi người nhìn trung đội trưởng có cao to không? Minh Tú đánh giá: không, tôi nghĩ là không cao hơn tôi. Ngay sau đó, đồng chí Uyên liền đặt trung đội trưởng Phạm Quang Khải và người mẫu Minh Tú lên bàn cân. Bây giờ mọi người có dám cá trung đội trưởng cao hơn đồng chí Minh Tú không? Đội nào thua sẽ phải mời đội còn lại xuống căng tin. Mọi người đồng ý không? Chiếc kèo này càng trở nên thơm phừng phức khi đồng chí Uyên cho biết sẽ xin tài trợ cho team. Sau khi nghe đồng chí Uyên sẽ xin tài trợ cho chiếc kèo này, đồng chí Cẩm Thơ của chúng ta xin được chốt kèo trước các em của mình với lý do tôi có tiền rồi, tôi mạnh miệng lắm. Tiếp đến là Hòa Minji cũng nhanh chóng đặt cược vào trung đội trưởng giống Puka. Kaza thấy vậy cũng tiếp lời: tôi đoán như đồng chí Hòa và đồng chí Puka. Trong khi đó, tất cả các chiến sĩ cũ trong tiểu đội đều tin tưởng chân dài Minh Tú sẽ giúp họ giành chiến thắng. Đáng chú ý, ngay khi đồng chí Uyên chốt kèo mời những ai về phe Minh Tú đứng dậy thì Kaza đã lật mặt nhanh như bánh tráng, bỏ trung đội trưởng để về phe Minh Tú. Những người đặt cược vào trung đội trưởng như Puka và Hòa Minji được phen cạn lời trước sự thay lòng đổi dạ trong phút mốt của đàn em. Câu hỏi trung đội trưởng và Minh Tú ai cao hơn vẫn chưa có đáp án. Liệu sự lật mặt của Kaza có kết quả tốt đẹp hay không? Cùng theo dõi tập tiếp theo của Sao Nhập Ngũ 2022 để biết thêm chi tiết nhé. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn dưới bình luận. Nhớ bấm đăng ký để đón xem những video mới nhất từ kênh nhé.